Có thể bạn không tin, nhưng đây là một cơn sóng thần cao hơn 100 mét khủng nhất mà tôi từng biết. Những con tàu trên biển tất cả đều đón nhận cơn sóng thần đang dốc sức lao đến này. Người đàn ông ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, anh ta lái du thuyền xông về phía sóng thần. Thời điểm này lên bờ không phải hành động sáng suốt, một mạch vượt qua sóng thần là có thể biến nguy thành an. Xem ra họ sắp đến đỉnh cơn sóng lớn rồi. Người vợ Emma ở một bên gương mặt tràn đầy sự lo sợ, một con tàu thủy khổng lồ từ trên đỉnh sóng đang nhấn xuống ngay từ phía trên họ. Người đàn ông mạnh mẽ xoay chuyển phương hướng, bấy giờ mới giúp họ lướt qua tử thần. Chính vào lúc hai người còn chưa đỡ hoảng hồn, container trên tàu thủy lại bắt đầu đổ xuống. Đợi đến khi anh đi đến đỉnh cơn sóng, con tàu thủy nặng hàng chục nghìn tấn đã sụp đổ xuống phía cây cầu cổng vàng. Vừa đúng lúc đó nó lại rơi vào bộ tứ siêu đẳng đi qua cầu, thế là cầu cổng vàng lại một lần nữa gặp họa. Hàng ngàn người trên cầu không một ai may mắn thoát được. Tiếp đó cơn sóng thần giống như con mãnh thú che trời dập đất đổ vào San Francisco. Nhưng loài người khi ở trước mặt tự nhiên lại vô cùng bé nhỏ, mọi sự đấu tranh cuối cùng đều trở nên vô ích. Hóa ra vào vài ngày trước, tiến sĩ Lauren đang kiểm tra cường độ động đất, thì ông ta phát hiện lúc này cường độ của động đất đã đạt đến mức độ kinh khủng 7.1 độ Richter. Tiến sĩ Lauren lập tức kiểm tra cường độ động đất. Ông phát hiện lúc này cường độ của động đất đã đạt đến mức độ kinh khủng 7.1 độ Richter. Chỉ thấy Hoover vốn vô cùng kiên cố, trong nháy mắt đã xảy ra vô số vết nứt. Ông lập tức chỉ huy người đi đường mau chóng di tản, âm thanh của vết nứt xi măng không ngừng bên tai. Vào giây phút cuối cùng, anh chỉ có thể ném bé gái về phía tiến sĩ Lauren. Tuy bé gái đã được cứu, nhưng chân trái của tiến sĩ Kim đã bị cốt thép đâm xuyên qua. Giây tiếp theo, đập Hoover đã hoàn toàn bị nước lụt lật đổ. Tất cả mọi thứ thuộc về đập Hoover đều trở thành vật chôn theo của nó. Công trình thủy lợi lớn nhất của nước Mỹ này chỉ trong nháy mắt đã bị phá hủy hoàn toàn dễ như trở bàn tay. Cùng lúc đó, các phương tiện truyền thông lớn đã đưa tin về trận động đất nghe rợn người. Dày với tư cách một thành viên của đội cứu viện phòng cháy chữa cháy, lập tức lái một chiếc trực thăng đi đến hiện trường cứu viện. Ở giữa lưng trời anh nhìn thấy tấm bảng hiệu Hollywood lúc này đang lung lay, có điều tất cả những điều này chỉ mới bắt đầu. Emma phát hiện dụng cụ ăn trên bàn đột nhiên rung lắc không ngừng. Còn chưa phản ứng lại, đột nhiên một trận động đất dữ dội làm cô lắc lư ngã ra đất. Cô vội bảo chồng tình hình ở đây, Dày sau khi nghe xong liền nhìn xuống phía mặt đất, thì thấy đường trên cao phía dưới ngay lập tức sụp đổ. Mặt đất trong thành phố giống như nước biển bốn bề sóng dậy, các tòa nhà cao ốc đều lung lay sắp đổ. Emma nhìn thấy bạn mình muốn kéo cô ta cùng đi lên sân thượng đợi cứu viện. Nào ngờ trong cơn hoảng loạn cô ta trực tiếp tông cửa xông ra. Emma vội đi lên theo, nhưng bị cơn động đất làm ngã ra. Đợi đến khi cô mở cửa phòng ra, phát hiện người bạn đã không cánh mà bay. Một nửa của tòa nhà đã hoàn toàn sụp đổ. Tình hình bên ngoài đường như còn nguy hiểm hơn bên trong, tòa cao tầng trước mắt không ngừng lung lay. Có vẻ như một giây sau nó sẽ sụp đổ. Một giây sau Emma liền cùng với sàn gác rơi vào tầng dưới, xem ra tình hình ngày càng nguy cấp. Dày lái trực thăng giống như thần binh từ trên trời rơi xuống. Nhìn thấy vợ trong đống đổ nát vẫn bình vô sự, Dày liền thở phào nhẹ nhõm. Anh vội ném giá cứu sinh xuống, Emma thấy vậy co càng điên cuồng chạy đến. Tấm xi măng bất ngờ nứt vỡ suýt nữa khiến cô rơi xuống vực sâu. Sóng này chưa lắng xuống thì sóng khác lại nổi lên, tòa cao ốc phía sau sắp đổ. Khói bụi cuồn cuộn kéo đến, ngay lập tức nuốt trọn tầng thượng. Dày liền cảm thấy thắt tim, anh vội vàng kéo giá cứu sinh lên. Sau khi nhìn thấy vợ bình an vô sự anh mới yên tâm trở lại, họ đã sống sót sau đại nạn, hai người lập tức rút lui khỏi vùng đất thị phi này. Nhưng còn chưa ổn định lại tinh thần, bọn họ lại nhận được cuộc gọi của con gái Blake gọi đến. Trận động đất cũng lan đến chỗ cô ấy, lúc này Blake đang giống như chim sợ cành cong. Chính xác thì cô đang cùng bạn trai Ben thu mình ở trong góc không dám động đậy. Trận động đất đã làm cho điện thoại mất tín hiệu, may mà cô đã tìm ra điện thoại có dây thì mới tìm được dây. Dày bảo Blake đi về tháp cột nơi họ từng đi qua và đợi họ đến cứu. Sau đó Dày liền thay đổi phương hướng gấp rút tiến về phía trước, nếu mọi chuyện thuận lợi thì anh đã định trước sẽ không thuận lợi. Chiếc trực thăng trước đó vì bị mảnh vụn tòa nhà đâm vào đã xảy ra sự cố. Bọn họ đành buộc hạ cánh ở con đường gần đó, thảm họa ngày tận thế đã làm lộ ra bản chất con người. Giờ đây con người đốt cháy, giết chóc và cướp bóc không việc gì xấu là không làm. Dày nhắm vào một chàng trai ngang điên cuồng cướp hàng hóa. Nhân lúc hắn đang bê đồ Dày trực tiếp lấy đi công cụ gây án của hắn. Đi nửa đường thì họ nhìn thấy một đôi vợ chồng già giơ tay ra chặn đường. Nhưng Dày lựa chọn không nhìn thấy họ tiếp tục lái lên phía trước, nhưng chưa lái xe được bao lâu, cảnh tượng trước mắt khiến anh vô cùng kinh hãi. Trên mặt đất xuất hiện vết nứt vực sâu rộng hơn 10 mét, vết nứt kéo dài bất tất. Nhìn mãi không thấy điểm đầu, mà hai người già đó thật ra chỉ là vì nhắc nhở bọn họ. Dày cảm thấy hổ thẹn vô cùng, nhưng cụ già không hề để bụng. Vấn đề là muốn đến bờ bên kia thì phải đi đường vòng 70 km, Blake không thể đợi lâu như vậy. Lúc này Dày chú ý đến chiếc mũ trên đầu ông lão, anh nhận ra rất có khả năng gần đây có máy bay. Quả nhiên cụ già đã đưa hai người đến một trường học phi công. Trong kho có một chiếc máy bay, cùng lúc đó, Blake và Ben đang đi đến nơi đã hẹn với Dày.
nhưng lại phát hiện nơi đó đã thành một biển lửa. Blake quyết định đi đến một nơi cao. Cha cô lái trực thăng, chỉ có đứng trên nơi cao mới dễ dàng được nhìn thấy. Lúc này Jay đã đến vùng trời San Francisco, nhưng sân bay ở đây vì động đất nên đã thay đổi hoàn toàn. Máy bay của anh không thể hạ cánh ở đây. Nhiên liệu sắp hết, Jay chỉ đành đưa theo vợ nhảy dù đáp xuống sân vận động. Nhưng chính vào lúc này, mặt đất lại bắt đầu lay động dữ dội. Một trận thảm họa cấp sử thi càng đáng sợ hơn sắp sửa bùng nổ ra. Trận động đất 9.6 độ Richter thật đáng sợ làm sao. Kiến tạo mảng trong nháy mắt sẽ bị chia cắt. Kiến trúc tòa nhà cao tầng mà con người tự hào mãnh liệt ngay lập tức sẽ bị sụp đổ. Chuyện cầu sập chẳng qua cũng là chuyện xảy ra trong nháy mắt. Mặt đất sẽ giống như nước biển bốn bề sóng dậy. Sự sụp lún của tòa cao tầng sẽ khiến những người trên mặt đất không còn nơi để trốn. Họ có thể bị vật rơi xuống nghiền chết bất cứ lúc nào. Trong điều kiện cực đoan này, muốn sống sót chỉ có tìm đến khu vực tam giác sự sống. Chính là trốn ở bên cạnh vật thể to và kiên cố. Như vậy thì sau khi tường và cầu đổ xuống, có thể cùng với vật thể này hình thành một không gian tam giác. Những người trốn trong không gian này có hy vọng tồn tại. Chỉ qua vài chục giây, cả thành phố đã mịt mù khói. Những tòa cao tầng san sát đã chỉ còn lại vài tòa. Những người may mắn sống sót đều đang nghĩ cách rời khỏi thành phố này. Jay từ bờ biển tìm được một chiếc thuyền kayak, anh chuẩn bị đi sang bờ bên kia tìm con gái. Nhưng chưa lái được bao xa, lại nhìn thấy ở phía không xa một cơn sóng lớn cao 100 mét. Muốn sống sót chỉ có thể một mạch xông lên vượt qua đỉnh sóng. Tuy vợ chồng Jay đã tạm thời vượt qua nguy hiểm, nhưng cầu cổng vàng ở phía không xa trong nháy mắt đã không còn tồn tại. Nước biển tràn vào San Francisco nơi vừa trải qua trận động đất 9.6 độ Richter. Những người vừa mới may mắn sống sót lại phải trải qua sự bào mòn của nước lũ. Lúc này con gái của Jay đã vào trong một tòa cao tầng, cô vốn định đi lên tầng thượng đợi cha cứu, thì nhìn thấy nước biển cao 100 mét ở bên ngoài cửa sổ. Đang làm lật đổ hết tòa cao tầng này sang tòa cao tầng khác, Blake nhận thấy không có còn nơi nào để thoát nữa. Chỉ có thể tìm vật thể che chắn hy vọng có thể kháng cự được sự bào mòn của nước biển. May mà tòa cao ốc bên cạnh chất lượng quá cứng. Ba người ở trong tòa nhà nắm được miếng gỗ nổi lên nên đã được cứu sống. Nhưng mực nước vẫn đang không ngừng dâng lên, bọn họ chỉ có thể đi đến tầng lầu cao hơn. Lúc này vợ chồng Jay cũng đã đến đây, bọn họ lái du thuyền đi qua đi lại trong thành phố đổ nát, họ đi khắp nơi tìm bóng dáng con gái. Lúc này bé trai phát hiện du thuyền của Jay ở bên ngoài, em thấy ở ngoài có chiếc thuyền. Blake phát hiện đó chính là cha của mình, cô phấn khích gõ cửa kính hô hào. Nhưng bên ngoài căn bản là không nghe được, thấy cha mẹ sắp rời đi, đột nhiên Blake nảy ra một cách. Cô dùng bút chỉ laser chiếu vào du thuyền của Jay, hai người thấy vậy lập tức quay đầu nhìn. Thấy người cầu cứu là con gái của mình, họ kích động đến mức khoa chân múa tay. Nhưng chính vào lúc này, tòa cao tầng vốn cận kề nguy hiểm bất ngờ sụt lún xuống. Nước lũ cuộn trào mãnh liệt một lần nữa tràn vào tầng lầu của Blake. Ben nhanh tay nhanh mắt, nắm chắc em trai bơi đến chỗ cầu thang, họ đi đến tầng lầu cao hơn. Nhưng Blake lại bị mắc kẹt ở đây, cửa ra đã bị đồ vật linh tinh chặn cứng. Lúc này Jay cũng đã bơi vào trong, thấy con gái sắp nghẹt thở mà chết trước mặt mình, anh dùng hết sức lực cố hết sức đẩy những vật linh tinh chặn cửa ra. Tuy con gái được cứu, nhưng vì thời gian chìm trong nước quá dài nên đã mất đi hô hấp. Chính vào lúc Jay thực hiện hồi sức tim phổi, phía dưới tòa cao tầng lại vỡ vứt sụp lún. Tòa nhà này không thể chống cự được lâu nữa, Emma ở bên ngoài thấy tình hình như vậy, cô lập tức quay du thuyền lại lao vào trong tòa cao tầng. Có như vậy mới gắng gượng cứu mọi người ra trước khi tòa nhà sụp đổ. Dưới sự nỗ lực kiên trì không từ bỏ của Jay, Blake cũng đã nôn ra nước đọng trong phổi. Cái kết thật hoàn mỹ. Bộ phim đến đây là hết rồi. Mình là Điền Tây Tiểu Ca, nếu thấy hay nhớ bấm like video ủng hộ mình nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong bộ phim hấp dẫn tiếp theo.